Sau 30 năm trốn truy nã, đối tượng Dương Giang Dũng, 64 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, đã bị Công an quận Tây Hồ bắt và giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội để phục hồi điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, vào tháng 4 năm 1994, Dương Giang Dũng cùng đồng bọn đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau khi gây án, các đồng phạm của Dũng đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ, đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật, còn Dũng bỏ trốn, Ngày 15 tháng 8 năm 1994, công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh truy nã. Hơn 30 năm trôi qua, Dũng bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành phố, đi thuê nhà, mua nhà rồi lại bán nhà, di chuyển chỗ ở nhiều nơi để che mắt lực lượng chức năng. Dũng không bao giờ khai báo tạm trú tại những nơi đã từng sinh sống, hạn chế tối đa việc giao tiếp quan hệ và đã tạo cho mình vỏ bọc khác nhau. Khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 8 tại thành phố Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, dựa gần 2.000 km, đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ phối hợp với công an thành phố Hồng Ngự đã bắt giữ thành công Dương Văn Dũng khi đang lẩn trốn tại đây.